Thưa quý khán giả, trên trận tuyến phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ đội Biên phòng thì nhân dân các bản biên giới là những người gần gũi thân thuộc với bộ đội hàng ngày. Dù trận tuyến chống dịch chưa biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng nhiều ngày tháng vừa qua, các tổ chốt chống dịch luôn có sự đồng hành giúp đỡ nhiệt thành của nhân dân biên giới. Sự hỗ trợ này là nguồn động viên to lớn giúp cho cán bộ chiến sĩ cảm thấy ấm áp, thêm quyết tâm phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đều đặn mỗi tuần, ông Rulanin, làng Bi, xã Ia Dom lại dành 2 ngày để chở nước cho cán bộ chiến sĩ. Chốt ngã ba Lâm Trường, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Biên giới Tây Nguyên, những ngày nắng như đổ lửa, món quà mà ông Nin dành cho bộ đội thực sự ý nghĩa. Thấy bộ đội vất vả, đây đỡ tôi, chú phải tới. Đấy, đây là thiếu nước, bộ đội không có nước, thì chú phải cố gắng ra, ngay là nước nhà. Đó. Lòng xúc động của chúng tôi là dâng trào lắm. Bởi vì là những cái khó khăn thế này, lúc đó mới hiểu được tình cảm của nhân dân, đã tin tưởng và quan tâm tới lực lượng bộ đội biên phòng như thế nào. Trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An, hàng ngày, nhiều chốt chống dịch của bộ đội biên phòng vẫn nhận được các loại thực phẩm như hoa chuối, mang rừng từ bà con dân bản gửi tặng. Sự giúp đỡ này giúp cho bộ đội có thêm nguồn thực phẩm trong thời gian dài bám trụ tổ, chốt. Được bà con nhân dân cho những cái lương thực thực phẩm, tuy là về mặt giá trị thì không lớn, nhưng mà về mặt tinh thần và tình cảm thì được sự thấy được là rất là quần chúng nhân dân và đặc biệt là bà con ở đây rất là quý trọng tình cảm mà lực lượng bộ đội biên phòng đã thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, hiểu được cái sự vất vả của cán bộ chiến sĩ của đồn. Dọc biên giới, nơi nắng lửa, nơi mưa dầm, mỗi món quà của bà con các bản làng chính là nguồn dinh dưỡng yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho bộ đội vững bước trên trận tuyến chống dịch.